Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Tin Tức Tinh Túy. Kính thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, với sự phát triển mạnh của nền tảng YouTube hay các trang mạng xã hội kéo theo nhiều nghề mới cũng hái ra tiền qua các ứng dụng này. Ngoài các kênh YouTube của nghệ sĩ, nhiều người cũng phát triển kênh cá nhân, thu hút sự chú ý của khán giả và có thu nhập khủng từ nền tảng này. Xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi video của chúng tôi để xem YouTuber nào có thu nhập khủng nhất của Việt Nam hiện nay quý vị nhé. Quý vị ơi, đừng quên ấn like, chia sẻ video, ấn đăng ký và bấm chuông để ủng hộ cho kênh. Đồng thời để nhận thông báo khi kênh ra những video về tin tức mới nhất, nóng hổi và chính xác nhất được chúng tôi cập nhật mỗi ngày gửi tới quý vị và các bạn. Vâng ạ, và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu tìm hiểu quý vị nhé. Bà Tân Vlog là cái tên mới nổi trong cộng đồng YouTuber vài năm gần đây. Kênh YouTube của bà nổi tiếng với nội dung xoay quanh việc nấu các món ăn ở dạng siêu to khổng lồ. Kênh YouTube của bà Tân có hơn 3 triệu người đăng ký và hiện đứng thứ 36 trong số các kênh được theo dõi nhiều nhất tại Việt Nam. Bà cũng là người phụ nữ nông dân đầu tiên nhận nút vàng YouTube. Thời gian để nhận nút vàng chỉ có 20 ngày. Tuy nhiên vì số video ra thường xuyên nên vẫn đảm bảo được lượt view. Đồng thời doanh thu ước tính của kênh YouTube bà Tân Vlog mỗi năm có thể đạt từ 1,9 đến 30 tỷ đồng. Nổi tiếng nhờ những bài hát nhạc chế, sau đó là những video clip parody, triệu lượt xem như Đời Nghệ Sĩ, Con Nhà Nghèo, Đại Ca Lớp 12A, Vanh Leng hiện sở hữu kênh YouTube hơn 5,74 triệu người đăng ký. Theo Social Billet, ông Hoàng Nhạc Chế Việt có thể kiếm được số tiền ước tính từ khoảng 28.800 đô la Mỹ đến 460.300 đô la Mỹ trên một năm, tức là nó vào khoảng 680 triệu đến 10,8 tỷ đồng trên một năm, với tổng hơn 1,32 tỷ lượt xem. Ra sản phẩm nào cũng trở thành những bản hit đình đám của làng nhạc Việt, thậm chí là cả thế giới không khó hiểu khi Sơn Tùng MTP nằm trong danh sách những kênh YouTube có doanh thu khủng nhất Việt Nam. Sở hữu loạt MV trăm triệu view, ví dụ như Nơi Này Có Anh, Lạc Trôi, Hãy Trao Cho Anh, vân vân. Kênh YouTube của Sơn Tùng hiện có 1,3 tỷ lượt xem cùng hơn 6 triệu lượt đăng ký. Theo ước tính, nam ca sĩ quê Thái Bình thu về khoảng 55.700 đô la đến 890.900 triệu đô la trên một năm. Nó vào khoảng 1,3 tỷ đồng đến 21 tỷ đồng. Tuy nhiên, Sơn Tùng MTP vẫn không thể nào vượt qua được chị Đại Mỹ Tâm khi kênh YouTube của nữ ca sĩ đạt 6,86 triệu lượt đăng ký. Điều này đồng nghĩa với việc Mỹ Tâm chính thức trở thành ca sĩ Việt có kênh YouTube nhiều người đăng ký nhất Việt Nam, thể hiện được sức hút và sự mến mộ của khán giả dành cho nữ ca sĩ là vô cùng lớn. Kênh YouTube của Mỹ Tâm có hơn 1 tỷ lượt xem và với lượt người theo dõi và xem video như vậy, trang Social Billet ước tính Mỹ Tâm thu về khoảng 1,7 đô la cho đến 26,6 nghìn đô la trong một tháng. Tính theo năm, Mỹ Tâm có thể đạt được từ 19,9 cho đến 318,8 nghìn đô la. Dù là nghệ sĩ đình đám có lượng fan đông đảo nhưng Mỹ Tâm và Sơn Tùng MTP vẫn bị dàn YouTube đình đám vượt mặt. YouTuber lắm tài nhiều tật Nguyễn Thành Nam sở hữu kênh NTN Vlog khủng. Đây là kênh YouTube đầu tiên tại Việt Nam sở hữu 3 nút play vàng. Ngoài kênh NTN Vlog với hơn 8 triệu lượt theo dõi, Nguyễn Thành Nam cũng sở hữu hai kênh YouTube khác với lượng người theo dõi tương đối là lớn là Monster NTN 1,85 triệu lượt theo dõi và Funny Game 1,52 triệu lượt theo dõi. Theo ước tính, NTN Vlog có thể thu về khoảng 3,3 cho đến 52,9 tỷ đồng trên mỗi năm. Con số quá là kinh khủng. Chris David Gamer hay Chris Fan 26 tuổi bắt đầu sự nghiệp YouTuber vào năm 2014 qua các video streaming game hài hước và đầy biểu cảm. Kênh YouTube của anh chàng sinh năm 1993 có 8,33 triệu lượt theo dõi với doanh thu ước tính mỗi năm qua kênh YouTube của anh vào khoảng 218.200 đô la đến 3,5 triệu đô la, tức vào khoảng 5,1 tỷ cho đến 82 tỷ đồng. Hiện Chris David Gamer xếp vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng những kênh YouTube có lượng fan khủng nhất tại Việt Nam. Ngoài ra, 9X này còn từng đạt top 100 YouTuber có sức ảnh hưởng nhất tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Các clip trò chuyện hài hước của Chris Fan hay clip ghi hình tại hành trình đi du lịch khám phá ẩm thực, vân vân đều nhận được hàng triệu lượt xem. Sự phong phú về nội dung chính là điều mà cộng đồng mạng đánh giá cao đối với kênh YouTube của Chris Fan. Hậu Hoàng sinh năm 1995 tại Hà Nội là cựu sinh viên trường Học viện Tài chính. Cô là YouTuber khá đình đám, quen thuộc với khán giả trẻ Việt Nam. Kênh YouTube cá nhân của Hậu Hoàng có 5,77 triệu người đăng ký và theo dõi. Những video nhạc chế hay vlog trò chuyện của cô đều đạt con số view khủng. Trong đó có những clip cán mốc 55 triệu view chỉ trong một tháng.
Với số lượng theo dõi khủng như vậy, ước tính mỗi năm Hậu Hoàng có doanh thu từ 9 cho đến 145 tỷ đồng. Vị trí số 1 trong top 5 kênh YouTube có doanh thu khủng nhất Việt Nam là một gương mặt vô cùng quen thuộc, đặc biệt với các em nhỏ, đó chính là Thơ Nguyễn. Thơ Nguyễn tên thật là Nguyễn Hồng Thơ, sinh năm 1992. Kênh YouTube của Thơ Nguyễn lập thành từ năm 2016 và hướng tới đối tượng là trẻ em như review đồ chơi, hướng dẫn nấu các món ăn đơn giản, hướng dẫn làm đồ chơi với các thử thách vui nhộn. Tính đến thời điểm hiện tại, kênh YouTube của Thơ Nguyễn có 7,65 triệu lượt theo dõi, với mức doanh thu ước tính mỗi năm kênh của cô khoảng 596.600 đô la đến 9,5 triệu đô la, tức vào khoảng 14 tỷ đồng cho đến 224 tỷ đồng. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống. Quý vị ơi, quý vị đừng quên ấn like, chia sẻ video, ấn đăng ký và bấm chuông để ủng hộ cho kênh, cũng như để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh quý vị nhé. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.